Như Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh, mặc dù đã cam kết, tuy nhiên, việc hoàn nguyên mặt đường tại một số tuyến đường trong dự án thoát nước thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt của đơn vị thi công vẫn không đảm bảo. Vậy, trách nhiệm công tác quản lý, giám sát và quy trình hoàn nguyên mặt đường sau thi công của các đơn vị liên quan đối với dự án này như thế nào? Phóng viên thời sự tiếp tục ghi nhận và phản ánh vấn đề này. Sau thi công, việc hoàn nguyên mặt đường của dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt là như thế này. Đơn vị thi công thừa nhận, việc hoàn nguyên phải theo quy trình, vì vậy dẫn đến chất lượng của mặt đường chưa thể đảm bảo. Phải theo quy trình của nó, tức là sau khi đã nấp đất và đổ bay, đổ lớp đá và để nó nún đều thì người ta mới trải nhựa. Đường nhựa thì chỉ được trải trong những ngày nắng. Chúng tôi biết đường xá nó bị hư hỏng rất nhiều, bà con đi qua là tai nạn, ngã, ngay bản thân công nhân của chúng tôi đi cũng ngã. Thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, đó là lý do của đơn vị thi công. Và mặt đường lại xuống cấp. Người dân lo ngại là có cơ sở, bởi ở đâu, bất cứ tuyến đường nào cũng bị đào, bới, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Nằm án ngữ ngay trên tuyến đường Lê Đại Hành, phường 3 là một hố ga lớn được che chắn tạm bờ như thế này. Ai dám chắc chắn tai nạn không xảy ra? Đường thì dốc, khi mà nước mưa nó chảy xuống là nó xối hết những cái đá người ta lấp lên. Cũng có nhiều người là đã bị tai nạn, nhất là có mấy người chở con cái đi học đó, là lọt xuống dưới cái đường rãnh đây là người ta ngã. Thi công mà không có lấp hoàn thiện lại cái mặt bằng liền thì cũng rất nguy hiểm. Tối họ đi về là cứ bị tai nạn xe là vì đá nó trôi ra ngoài đường á, thành ra bị té. Với em bé đi học sinh đi học về là buổi chiều giờ cao điểm rũ 4:30 đến 5:30 là bị tai nạn nhiều nhất. Cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt cho biết đơn vị đã phối hợp với chính quyền và các ngành liên quan của thành phố tổ chức kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công chấp hành các quy định về chất lượng sau hoàn nguyên và đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng việc đặt biển báo công trình vẫn chưa được đơn vị thi công quan tâm chấp hành. Cái việc thi công của đơn vị thi công thì chưa làm hết cái trách nhiệm của mình. Cái việc thi công xong, chưa hoàn nguyên mặt bằng và cái việc bố trí con người hướng dẫn về cọc tiêu, về biển báo, về đảm bảo trật tự giao thông là chưa có trách nhiệm. Vì vậy, trên cái mặt đường hiện nay là nhân dân rất là bức xúc. Các cái người tham gia giao thông rất là nguy hiểm. Dự án thoát nước thu gom và xử lý nước thải thành phố Đà Lạt do công ty cấp thoát nước Lâm Đồng làm chủ đầu tư với mức đầu tư 384 tỷ đồng. Sau giai đoạn 1, giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 7 năm 2017 do liên doanh nhà thầu công ty xây dựng Huy Hoàng, Hoàng Dân tỉnh Ninh Bình và công ty xây dựng Đồng Tâm, Nhật Minh tỉnh Bình Định thi công. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo cùng với sự cam kết chắc chắn của đơn vị nhận thầu, nhưng công tác hoàn nguyên vẫn chưa đảm bảo. Đơn vị chủ đầu tư lý giải, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, quy trình hoàn nguyên là đúng, nhưng chất lượng mặt đường vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân. Sắp tới nếu đơn vị thi công không có giải pháp thì bắt buộc phải thay đổi nhà thầu. Chúng tôi đã chỉ đạo cho nhà thầu tư vấn thường xuyên giám sát hàng ngày. Tuy nhiên hoàn trả đang chậm. Lý do chậm thì như các anh cũng biết, thời tiết trong tháng vừa qua mưa, ngày nào cũng mưa nên là không thể hoàn trả được. Về phía chủ tư cam kết là sẽ thực hiện tốt nhất. Nếu mà nhà thầu mà không thực hiện đúng cam kết thì chủ đầu tư có quyền là thuê đơn vị khác để thực hiện việc này. Chúng tôi cam kết là từ nay đến lúc thảm nhựa chúng tôi sẽ đảm bảo sẽ tu bổ thường xuyên những cái hư hỏng đó nếu có xảy ra. Cái đấy chúng tôi cam kết phải sửa, chứ mà không nhắc thì chúng tôi cũng phải sửa. Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm 2017, toàn bộ dự án này phải hoàn thành, đồng nghĩa mặt đường các tuyến sau thi công đến thời điểm đó cũng mới được thảm nhựa theo quy trình. Vì vậy, các ngành liên quan, chính quyền thành phố Đà Lạt cần tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng và quy trình đối với đơn vị thi công sau hoàn nguyên. Nếu không thì người dân tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và tai nạn giao thông mỗi khi lưu thông qua các công trình như thế này.